Bài học hôm nay cô sẽ nói về view bigger. Tab layout là những thứ hỗ trợ cho phần fragment. Thứ nhất, view bigger. View bigger là một trình quản lý layout để giúp người dùng có thể chuyển các cái cửa sổ một cách khá là mượt mà. Đấy. Tất nhiên là chúng ta cũng có thể dùng cái gesture là một cái việc để chúng ta có thể vuốt tay để chuyển các cửa sổ, vuốt tay để chuyển cử chỉ của con người để chuyển các cửa sổ, nhưng mà nó sẽ thực hiện thao tác đấy khi mà mình có cái cử chỉ đấy, tức là nó không có thời gian trễ để cho nó chuyển giữa các cửa sổ thêm mượt mà. Thế thì thằng ViewBigger hỗ trợ ở những cái animation, nó dạng như cái animation ấy, là để giúp cho nó chuyển giữa các cái cửa sổ đẹp hơn. Ví dụ như là quay rồi thì scale vân vân. Đấy, những cái nó có hỗ trợ cái phần transform để chuyển giữa cửa sổ nọ sang cửa sổ kia trông nó mượt mà và nó đẹp hơn là khi mà chúng ta sử dụng là nhận diện cái cử chỉ gesture để nhận diện cử chỉ của tay người. Cái phần view footer nó hỗ trợ bắt đầu từ cái Android 13 trở lên. Thế thì để thao tác với cái view footer ấy thì nó hỗ trợ một cái adapter. Thì có hai cái adapter hỗ trợ cho view footer là fragment page adapter. Thứ hai là Fragment State Page Adapter. Thứ nhất là Fragment Page Adapter. Cái adapter này thì dùng với những view page mà có số lượng fragment không quá nhiều. Có nghĩa là nó sẽ lưu trữ hiển thị, nó không hiển thị lưu trữ trong bộ nhớ của hệ thống, mà mỗi lần chuyển ấy, thì nó hủy cái view đấy đi. Vậy khi mà chúng ta quay trở lại một cái view cũ ấy, thì chúng ta lại khởi động lại cái hàm on click view. Đấy, chứ không cần phải khởi động lại cái fragment đó. Cách thứ hai là nó dùng cái lớp là fragment state page adapter. Cái này ấy, thì nó không lưu trữ cả cái fragment đấy mà nó chỉ lưu trữ trạng thái của cái fragment đấy thôi. Thế nên nó sẽ có ưu điểm là nó thích hợp với những cái view page mà có số lượng fragment nhiều. Đấy, tức là nó sẽ hủy hẳn cái fragment đấy khỏi hệ thống mà nó lưu trữ trạng thái. Thế khi quay lại thì ta khởi động lại cả cái fragment đấy bằng cái hàm là on save instant state. Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài có dạng như bên tay trái này của cô ấy. Thì ở đây các em thấy là nó có ba cái fragment. Food này, movie này, travel này. Thì hết tất cả các fragment này khá là đơn giản, nó chỉ có một cái ảnh này, có hai cái chữ này, với nền thôi. Đấy, nó có ba cái màu khác nhau để chúng ta phân biệt giữa ba cái này với nhau. Tất nhiên là chúng ta phải viết cho cái vấn đề là sẽ phải trượt, tức là vuốt màn hình đấy, để tức là vuốt sang bên trái là nó chuyển sang next này, còn nó vuốt sang bên phải tức là nó sẽ là previous. Tức đấy, vậy thì trong cái bài này ấy, thì ngoài cái việc mà vuốt tức là cho cái vấn đề mà chọn một cái tab, một cái item nào đấy, một cái fragment nào đấy ấy, thì người ta hay dùng là tab layout. Đấy, tab layout người ta có thể để cái tab này ở phía trên hoặc để phía dưới. Thường thì nó sẽ để ở phía trên. Đấy, thì trong cái tab layout nó giống như cái bài Java hồi xưa các em học rồi ấy. Thì đây, thì nó sẽ có cái title ấy, home này, favorite này, notification đấy. Đấy, nó có cái title của cái tab ấy, nó để ở phía trên này. Đấy, nó cũng là một cái dạng để nó chuyển, thì cái home là một fragment,
Free một phần mình này, notification một cái phần mình này, nó đặt lên trên đấy, thì là cái tab tab đấy có thể đặt ở dưới, như thường cái tab nó sẽ đặt ở phía trên. Đây, đây có ba cái phần mình này. Chúng ta tạo ba cái phần mình này. Đấy. Và chúng ta tạo một cái lớp gọi là view page go adapter để nó thao tác với ba cái phần mình đấy, quản lý ba cái phần mình đấy. Chúng ta có thể dùng là Function State Page Go Adapter hoặc là Function Page Go Adapter đều được. Hai cái này đều như việc của cô đều nói là nó có sự khác nhau như thế nào với bài toán mà em dùng. Thế thì để có cái tab ấy, thì chúng ta phải có cái tiêu đề của cái tab. Cô lấy ví dụ ở đây cái tiêu đề của cái tab là Home Favorite, thì ở đây cái tiêu đề của cái tab nó sẽ là Food này, Movie này và Travel. Nó có ba cái tab số lượng ấy. Để cái title mình sẽ biết lên đấy. Có thể là mình có gắn thêm cả cái icon cho ba cái tab đấy. Nào, bây giờ cô sẽ xây dựng bài này nhé. Cô new một cái project mới đi. Rồi cô đặt tên nó là gì được cái nhỉ? View hay demo này? Demo view page g tab layout. Cô bỏ cái này bớt đi nhé. Cho cái bucket nó bị dài. Finish này. Ở đây nó có ba cái màu, ba cái màu nền cho ba cái tab này, màu hồng, màu xanh, ba cái màu này. Đây, cô có ba cái màu này. Là sẽ cô có cái này cho đỡ vảy xinh. Cô đặt ba cái màu đấy, color pink, color blue, color green đấy. Đấy. Có sẵn ba cái màu này. Đặt tên cho nó thôi các em, bởi vì nó sẽ liên quan đến một cái vấn đề là thứ nhất là màu nền cho mỗi cái phong mần này, thứ hai là ở đây chúng ta có hai cái nút này em. Đấy thì màu nền cho cái nút đấy nữa. Cái nút này có màu nền trùng với cái màu nền của cái phong mần này. Cô viết thêm vào cái phần color này. Cô về. Ok, cái này mình có cách ra chứ. Color name bằng color green này. Để cô gõ lại đi. Do cái nháy này. Color green này. Nó có màu trắng nhỉ? Ở đây có màu trắng. Đây cái chữ. Cái chữ màu trắng mà. Y này, pink này, ở trên như của pink, blue này, green này. Đấy, đầu tiên mình có ba cái màu này. Mình làm cái layout trước đi nhỉ. Cái layout trước cho cả cái app này. Đấy. Các em thấy là như cô vừa nói rằng, tức là chắc chắn là nó có cái view page g rồi. Đây. Nó có cái view page g này để chứa ba cái function này rồi. Thì phía trên ấy mình để một cái tab layout nữa. Còn ở phía dưới mình có hai cái nút này. Thế nên cô sẽ tạo tiếp là có một cái tab layout này. Đây, em nhìn này. Đây có cái tab layout này. Cái tab layout thì nó sẽ rộng bằng hết cái màn hình. Còn cái này nó bằng crop content đi. Tên. Thật sự cô đặt tên nó lại là tab layout đi. Nó có cái tên. Tiếp theo ấy thì ban đầu tiên ấy là nó có cái nền
cho cái tab ấy. Thật sự cô để nó, tức là nó có cái màu màu tab ấy. Thật sự cô để cái màu ban đầu, tức text color đấy, thì cái màu đảo được cái. Còn khi là cái màu mà mình chọn ấy, ví dụ như mình đấy thì nó gọi là tab selected text color tab selected, đây tab selected text color, tức là khi cái tab nào được chọn thì nó đổi màu đi đấy, thì nó đổi màu đi trùng với cái màu mà mà cùng với cái màu nền ấy. Thì cái màu đầu tiên mình đặt là cái màu pink, thế nên không nghĩ là cái theo cái bài này ấy, thì đầu tiên là mình đặt đặt cái phần ấy trước, phần ba cái này một cái nào mình đặt trước ấy. Thật sự cô đặt trước là cái food ấy. Thì cái màu này là màu pink, tức là màu chọn ấy, là màu pink. Rồi thì cái màu chọn này selected color, à không, đây là cái màu chữ ấy. À thôi, cái màu chữ không cần, cái màu chữ thì mình để cái màu chữ màu trắng đi. Cái này text color này, cái tab text color, cái tab, cái chữ hơn hay cái tab hơn nhỉ, hay cái tab đấy cả. Cái tab text color mình để màu hồng đi, tab text color, đây tab text color thì mình để màu pink, còn cái này thì mình để màu trắng đi, tí sửa lại sau nhé. Đây để màu trắng. Đấy. Wrap này, wrap này. Ok, nào. Tiếp này. Cái nào nó dính lên đầu. Nó ở trên đầu cùng mà. Đấy. Ok. Đấy là cái đầu tiên này. Tôi xóa cái text để đi nhé. Đấy, cái thứ hai là mình có một cái view button, view đây cái view picker em, thì nó cũng to bằng mask pattern này, cái chiều cao ấy thì em thấy là bây giờ nếu mà cô để cái mask pattern nhé thì nó che mất cái tab này đấy, mà chúng ta muốn là nó to hết cái này, thế vậy thì trong cái này ấy, cô đóng lại cái này đấy. Trong cái này ấy, các em nhìn này, đây nó che cả cái tab đi mất. Thế nên cái về chiều cao ấy, cô để nó là 0. Layout 0. Cô để cái tên nữa. Cái tên cho cái view bigger, giả sử là tên nó là view bigger. Đấy, bây giờ cô sẽ gắn nó là top to bottom và nó vào cái tab này. Đây, để các em nhìn thấy đây. Đấy, thì có để nó không là như thế. Đấy, bắt đầu từ dưới này đi xuống này. Để cho cái gì nhỉ? Cái view page bottom này, tab lại out. Và ở phía dưới ấy, thì mình có hai cái nút button, hai cái nút ấy, thì hai cái nút để cho nó bằng nhau, giả sử có để cái nút đấy là 100 đi, có hai cái nút nó bằng nhau 100. Cái này là web content đi, hay đi, giả sử có để là button, cái này tôi cô để bên trái ấy, thì nó sẽ quay về, có để là button. À, bút tầm previous đấy, đây là bút tầm previous, tức là dịch sang bên trái này, cái text này, ở đây nó sẽ là previous này, là nó dịch sang bên trái, à nó hơi nhỏ em, để 130 nhỉ, để cho nó có được cả cái chữ đấy, phần này nó có cả cái chữ. Thì cái nút này nó sẽ bám dưới, bám đáy đi, bottom to bottom, nó ở đáy mà, đây bottom to rồi, đây, nó dính xuống ở đáy đi,
Giả sử cô để cho nó cách đáy một chút cho nó đỡ xấu là margin bottom, cô để nó đẩy lên phía trên 20 một chút. Đấy. Cô có thể đẩy nó sang bên, nó sang bên cái margin left ấy. Margin left ấy, nó cách cái margin left cũng khoảng 20 đi. Đấy, cho nó đẹp. Margin left, margin right. Bây giờ sẽ tí nữa sẽ nối với cái bút tầm còn lại nhé. Công C này, công V. Cô có cái bút tầm này là bút tầm next này. Next. Thì mình chọn ra cái tiếp theo đấy. Next này. Đây là next này. Next này. Cô có độ rộng bằng nhau cho đẹp. Cô bỏ cái thứ này đi nhé. Đấy. Tức là nó cũng sẽ ở dưới đáy này. Và right to right nó nối với bên đây này. Đấy. Nó cũng margin top, margin bottom ấy. Nó cũng cách dưới 20 cho nó cân với cái trên này. Đây, được chưa nhỉ? Cái margin top này, margin bottom, đây nó như thế này. Đây, cái này vẫn lỗi đúng không? Cô sẽ cho cái này nó nối là left to right, tức là bên bên trái của nó, à bên phải của nó chứ. Bên bên phải của nó là right to left chứ. Right to left nó nối với cái bottom neck. Đây, đây. Nó không cần phải ràng buộc thế nhỉ, cứ bỏ nhé. Thôi kệ nó vậy. Đấy. Thế các em thấy là ở đây nó phải có cái text color là màu trắng. Đây, màu trắng này. Và cái thứ hai là cái màu nền ấy. Tức là background ấy. Là đầu tiên ấy là cô để cái hồng mà. Thì nó sẽ là màu pink. Đấy, thế bây giờ các em thấy là nó không hiện đúng cái màu như mình mong, mong ước nhé. Đây cô ở dưới này cũng thế này. Để nó xuất hiện cái phút đầu tiên ấy. Nó như thế này. Công V này. Em thấy là nó không xuất hiện đúng cái màu pink. Thì cô sẽ vào phần theme. Đây, theme. Cô đặt lại cái theme này nhé. Cô không để cái này nữa. Mà cô chuyển lại cái theo cái app ấy. Theo cái app mình đặt thì nó là app compact này, này. Đổi lại để nó ăn theo cái mình đặt này. Cái mình đặt là cái gì thì nó ăn theo cái đấy. Đấy, tức là mình đã thiết kế xong được cái layout chính. Bây giờ như bài này chúng ta sẽ có ba cái function này, ba cái function này. Đây, function food, function movie và function travel. Đấy, cô làm cái function food trước. Cô layout cho nó này. Đặt là function food này. Như các em thấy là nó chỉ có một cái ảnh và hai cái chữ. Đây. Có cái image view là một cái ảnh. Cái ảnh đấy thì cứ để crop content rồi tính nhé. Đây cô có ba cái ảnh đấy rồi. Không cho cái ảnh nào cũng được. Nhưng cô có ba cái ảnh này rồi. Đây ba cái ảnh này. Cô có một này. Công V này. Đấy, có cái image view ID.
giả sử cái này cô để là im, cái thứ hai là cô cho cái food đấy vào nhé. Draw. Đây, đang định có ý đồ cho một cái food. Đấy. Cô đặt cái này vào giữa đi. Tức là nó sẽ là con trên horizontal, con trên này. Để horizontal này. Con trên horizontal. Con trên horizontal. Đây, con trên horizontal bias này. Về 0.5. Không nhận. Con trên horizontal bias 0.5. Hay là mình vẫn phải top to top để nó gắn với pattern đó. Bottom to bottom gắn với trang đi. À đấy, nó căn giữa được em. Đấy, cô lại có cái con trên, cô bị có định đặt cái này ở giữa mà. Con trên vertical đi. Con trên vertical bài át cũng để 0.5 đi. Vertical bài át. Con trên horizontal bias này. Con trên vertical. À cái này muốn để cái con trên này thì phải là left to left. Left to left cô phải nối vào cha. Cái thứ hai là right to right cũng phải nối vào cha. Thì nó mới ăn cái con trên này này. Đấy, nó có cái ID rồi. Đấy. Cái đầu tiên là cô có một cái ID. Cái thứ hai là cô có một hai cái tick view. View thì cô để nó là content, block content ID, cô để là t1 cho đơn giản. Đấy, text đây, thật sự cô để cái chữ này là chữ gì được nhỉ? Như bên đây, bên đây cô để chữ gì là ăn khắp Hà Nội. Cái text size chứ, cái này để to rồi, thôi để 30 để 30 cho nó to. Đấy. Cái này nó sẽ ở top to bottom. Nó ở dưới cạnh. Nó ở dưới cạnh. Để nó căn giữa đi. Gray. Từ gray center xem. Nó phải ấy chứ nhỉ? Nó sẽ phải là gray. Không có à? Muốn căn cái này vào giữa thì cô sẽ phải nối trái, left to left, nối trái với cha này. Đấy, right to right, với cha này. Đấy, xong mình để đầy cái này. Thế nhá. Giờ có cái text này rồi. Ok, nó có thêm một cái text view nữa. Cô đề là grab content này. Là sự cái ID. Cô đề là text 2 đi. Đây nó có một cái chữ. Thì để cái gì cũng được. Ví dụ như là khám phá ăn uống phố cổ Hà Nội chẳng hạn. Có cái chữ ở đây thôi. Phố ăn khám phá uống phố cổ Hà Nội. Bây giờ cô có là top to bottom. Cô nối vào dưới cái text 1 đấy, nó ở dưới đây này. Cô cách cái này một chút đi, cách cái top. Cô sẽ để nó là cách cái dưới
20 đi. Và đỡ dính vào đấy. Cái này cũng để giữa đi. Là left to left. Cắm màu cha này. Right to right. Cắm màu cha này. Để cái chữ này nó vào dưới này. Yeah. Ok. Đấy. Cô đã layout xong cho cái phần foot này. Tương tự như vậy. Cô sẽ làm hai cái la tiếp theo. Công V này. Cô sửa cái này là movie. Cái movie ấy, thì mình đổi lại một chút. Tức là mình cho cái ảnh movie. Cái thứ hai là cái text ấy, nó không phải là ăn khắp Hà Nội nữa, mà nó sẽ là movie. Cái chữ này đổi movie. Cái chữ này nó không phải là khám phá các món ăn nữa. Ví dụ như xem phim trên VTV3 đây. Lấy ví dụ thế đi. Xong nhá. À, ở đây nó có cái nền này các em. Đây. Cái nền cho cái này là background. Ví dụ cái nền này là cô movie. Movie là màu gì các em nhỉ? Movie ở đây cho nó giống ở đây. Movie là cô để cái màu xanh này. Màu xanh còn color green đi. Đấy, đây là movie. Đấy. Movie là green. Còn food thì là màu hồng đấy. Food thì là màu hồng. Background thì color pink. Đấy, màu hồng này. Bên kia sao? Movie sao? Movie. À, ở đây tất cả các chữ cho đẹp thì có để màu trắng nhé. Pick color để màu trắng cho đúng nhất đấy. Công C này, cái này để màu trắng. Công V này, sang bên cái movie này cũng thế này. Công V này, cái này để màu trắng là công V này. Đợi. Bây giờ cô sẽ công C này làm cái thứ ba này. Công V này, cái này là Trevor này. Đấy, thì mình cho cái ảnh Trevor vào này. Cái này thì mình để cái chữ gì cái này? Trevor. Trevor. Đây là khám phá. Phố cổ Hà Nội. Khám phá phố cổ Hà Nội. Cái màu này ấy, thì cô để cái màu còn lại. Màu green rồi thì bây giờ màu blue. Đấy. Thế là cô làm xong được là gì nhỉ? Được ba cái layout cho Fogman. Bây giờ cô new cái packet nhé. Để model. Cô new một cái Fogman đầu tiên. Và sẽ có để là Fogman food đi. Đấy. Tất nhiên là nó kế thừa từ cái Fogman rồi. Như bài trước nó học rồi. Thật sự bài này khá là đơn giản về vấn đề Fogman. Thế nên chúng ta chỉ có một cái on create view thôi. On create view. Ở đây mình tạo một cái view bằng gọi cái inspector này. Chấm inspector. Mình đưa vào đây cái layout mà mình vừa làm đó.
layout chứ. Layout mình phải làm. Thật sự cái này là food thì có đề là function food. Có cái container. Xong đây là phone. Xong cô return về nó. Return về cái view à. Công sửa này. Công C này. Công phê này. Cô đổi cái này thành là movie này. Thì cô đổi thế này thành function movie này. Hay là cô đổi cái này thành travel này. Thì cô đổi thế này thành cái travel. Đợi. Thế là cô đã làm xong được hết cái này rồi. Hết ba cái function rồi. Bây giờ cô có một cái lớp adapter. Đợi. Một cái adapter cho cái view vector này. Giờ cô new một cái lớp adapter để cho cái view vector ấy. Thật sự cô để cái này là function adapter đi. Function adapter. Ok. Như các em thấy là cái này nó kế thừa từ hai lớp là function vector adapter và function static status PG adapter. Giả sử cô vì cô dùng cái là function PG adapter. Function function đây function PG adapter. Nó có mấy cái phương thức ghi đề. Cô lấy hai cái phương thức ghi đề. Chắc làm về con chắc chờ cho nó nữa. Ok. Cái cô chọn cái thứ hai. Đấy. Vì nó có bao nhiêu function này. Đấy. Cô khai báo số lượng cái số lượng function ấy. Nó là integer mà. Giả sử đề là page number này. Nó có bao nhiêu cái trang. Okay. Cái constructor. Ok. Thì mình sẽ có là this page number thì bằng cái behavior này. Đấy, cái này là số lượng của ba trang. Ví dụ bài này tí mình thổi vào đây là nó có ba trang đấy. Đấy. Cái tiếp theo là mình viết cho cái này mình return page number. Có số trang get count. Nó có bao nhiêu số trang. Bây giờ cô viết cho cái nó trả về get cái item. Nó trả về cái function ở vị trí thứ position. Vậy thì chắc chắn là switch cái position này rồi. Cái đầu tiên, tức là cái function đầu tiên ấy, là mình có ý định là để cái function food. Thế mình gọi cái function food này. Function food. Đây, function food này. Mình đặt nó cái tên là gì nữa? Mình new tức là khởi tạo cái function food ấy. Khởi tạo cái function food và mình return về cái function food đấy. Tức là mình chọn cái nào thì mình trả về cái function đấy. Cái thứ hai, cái thứ ba này. Nếu ở cái một là mình có ý đồ là cho cái function movie đi. Cái function movie đây. Cái này là movie. Mình new
cái phát minh movie này, monitor, cái movie đấy. Đây là cái phát minh Trevor, phát minh Trevor này. Mình gọi là Trevor, mình lưu cái phát minh Trevor, mình lưu tên về cái phát minh Trevor đấy. Cây số 2 này, 012, mình đặt như thế. Bài này nó có một cái vấn đề là mình sẽ có cái title để mình đặt lên cái tab layout cho ba cái phát minh này. Thế thì cái phương thức đấy nó là get title. Đây. Nó gọi là get page title. Đây. Đây, mình trả về ba cái tiêu đề này thôi. Lại suýt này. Position này. Đấy, case 0. Tức là nếu như nó là cái đầu tiên ấy, thì mình return về cái chữ là foot. Con C này. Con V. Con V. Cái vị trí thứ hai. Ví dụ tôi thấy là mình có định đề vào đây chứ movie. Cái thứ ba mình để cái là cái Trevor. Còn không ấy thì return luôn. Đấy là mình đã làm xong được cái gì nhỉ? Lỗi cái gì nhỉ? Cái này nó hay bị lỗi cái position lắm. Ok, chả thấy lỗi gì cả đấy. Nó hay bị lỗi cái position. Thôi kệ nó nhá. Tí nữa chạy xem nó lỗi cái gì thì tính sau. Bây giờ tôi sẽ viết cho cái main này. Cái main này của chúng ta nó chứa thứ nhất là cái view page g này. Đây là view page g này. Cái thứ hai là nó chứa cái tab layout đấy. Tab layout. Đây. Sử cô cũng đặt nó là tab layout này. Cho nó đơn giản. Các em thấy là bài này có hai cái nút. Chúng ta có hai cái nút. Sử dụng cô đề nó là bottom previous đi. Thứ hai là bottom next đi. Có hai cái nút đấy. Ok. Bây giờ chúng ta gắn các cái này vào. Thứ nhất là mình sẽ gắn cái gì đầu tiên nhỉ? Gắn cái ấy trước đi, gắn cái view page g bằng .id chấm bên kia có để là view page g. Thứ hai là cái tab đi. Bằng r.id.tab này. Xong rồi đến cái gì nhỉ? Đến hai bút tầm. r.id.bottom.next này. Đây là đến bút tầm previous bằng r.id.bottom.previous. Đã có reference cho nó rồi. Bây giờ chúng ta thấy là nó
phải có một cái Fragment Manager cho cái thằng adapter đấy. Thì bài trước chúng ta học rồi. Fragment Manager này. Đấy, đặt tên nó là Manager thì nó get support. Mỗi cái này chỉ có một cái quản lý cái Fragment, nó là Fragment Manager thôi. Thế bây giờ chúng ta sẽ gửi sinh cái Fragment adapter đấy. Fragment adapter này. Cái này là adapter. Cô sẽ new cái fragment adapter mà mình vừa tạo ra. Thì trong cái fragment adapter này nó sẽ chứa cái manager đấy. Và nó có số các cái fragment. Như cô bảo là vừa rồi có page number đấy. Thì cô thổi cho nó là nó có 3 cái đấy. Xong bây giờ cô set adapter cho thằng viewpage này. Set adapter, set này, adapter cho cái thằng viewpage. Set adapter viewpage. Và mình gắn cái viewpage đấy vào cái tab layout. Đây, cái tab layout. Đấy, bằng một cái lệnh là setup with the page. Setup with the view page setup này with đây cái này. Setup with view page thì cô cho cái view page này vào cái tab ấy. Đấy. Nào, bây giờ cô sẽ tạo một cái title cho cái tab với một cái màu sắc nào đấy, đấy. Tức là mình định cho cái màu cho từng cái phần tab, cho cái phần tab 1. Nhưng mà trước khi làm điều này thì cô sẽ bắt cái sự kiện cho cái tab layout này. Đây. Cái tab layout. Cô bắt sự kiện thì ở đây nó có một cái sự kiện là set on tab selected listener. Set on tab selected listener này. Thì nó new một cái interface là on tab selected listener. On tab đây này, nó viết cho cái on tab selected những cả cái on tab unselected có on tab reselected đấy. Thì ở đây chúng ta chỉ viết cho cái on tab selected này thôi. Thì nó đang ở cái tab nào? Trong mấy cái tab đấy có 3 cái mà các em. Tab số 0, tab số 1, tab số 2. Vậy thì switch. Đây, switch cho switch ở đây là cái tab này. Trả về cái vị trí the get position. Cái vị trí của cái tab. Nếu như người dùng chọn cái tab đầu tiên. Cái này là mình đổi màu cho nó đẹp thôi các em. Đấy, thì cái tab layout ấy nó sẽ set cho cái tab text color. Set này, tab text color này các em. Đây. Thì nó sẽ có một cái là cái màu mà nó chọn. Còn cái màu mặc định ấy, normal color ấy. Đấy, thì cái màu mặc định thật sự cô để nó là màu gì đấy chẳng hạn. Mặc định là màu đen đi. Color.black đi. Color.black có cái import vào không? Phải. Đấy. Cái màu tiếp theo là khi mà cô muốn là cô chọn cái tab nào ấy thì cái màu trên cái tab đấy nó trùng với cái màu nền ấy, để mình biết là mình đang chọn cái gì. Thế bây giờ nó sẽ là get này, resources này. Chấm get color, cô lấy ở cái chỗ color đấy. Và cô chọn được cái màu là color. Cô đặt color và đây là pink. Thì cái đầu tiên là cô có ý định đặt cho
Cái này là màu hồng đấy. Đấy. Thế lúc này ấy, cô muốn cho cả hai cái nút đấy cũng như vậy, cũng là set set background cho hai cái nút đấy, set background color đi cho hai cái nút đấy, cũng sẽ giống như ở trên, cũng sẽ cùng màu với cái này. Cô về cô làm như thế với cả cái nút nách cũng thế. Ctrl C. À, cái nút previous chứ. Cái nút previous này. Đấy là cho cái switch không. Nó có 3 cái mà. Ctrl C này. Ctrl V. Cái case 1 này. Case 1 thì cô đổi cái này thành màu gì các em nhỉ? Hình như của cái màu green hay sao? Này cũng để màu green. Cái cây cuối cùng là cái travel này. Là 2 này. Đây có để màu blue phải. Blue. Để blue. Để blue. Đã à, khi mà mình ấn vào cái tab thì nó đổi màu giống như vừa rồi đấy. Nào, bây giờ cô sẽ tích chuột vào cái tab đấy. Tức là mình bắt cái sự kiện cho khi mình tích chuột vào cái tab. Đây là mình, khi mà, đấy là vừa rồi mình cho cái việc là mình lựa chọn. Thế bây giờ mình là, mình viết cho cái lắng nghe cái sự kiện. À, là gì nhỉ? Là next hoặc là previous đi. Ok. Next và previous này. Đây, cô viết cho cái sự kiện tích chuột vào đây đi. Implement này. View. Này, listen này. Cô viết cho cái phương thức là tích chuột. Bây giờ bắt sự kiện cho hai cái nút này. Button previous set. Cái button next này. Set con click này. Zip này. Đấy. Tức là khi mà mình tích chuột vào hai cái nút thì nó sẽ nhảy đến cái tiếp theo mà. Nó đang ở cái nào thì nó sẽ nhảy lên cái tiếp theo. Hoặc là nếu mà nó là next thì nó sẽ nhảy tiếp theo. Còn nếu mà nó là cái previous ấy, thì nó sẽ trả về cái trước của nó đấy. Nhưng mà nếu như mà nó đã ở cái vị trí số 0 rồi ấy, thì mình không được previous nữa. Còn nó ở vị trí số 2 thì mình không được next nữa. Ở đây sẽ có một cái switch. Switch cô bắt cho cái view chấm get id case r chấm id nếu như mà nó là nút next này. Nếu mà nó là nút next ấy thì nó sẽ có là có cái view page g ấy và get cái hiện thời nhé. Một cái phương thức là get current item. Get current item này. Nó trả về cái vị trí của cái item hiện thời đấy. Tức là nếu mà nó là 2 rồi, tức là nó là cái cuối rồi, thì mình không cho nó ấy. Hoặc là mình quay về cái 0 được. Nhưng mà thôi cứ để là 0. Tức là không cho nó next được nữa. Không nấc được tiếp. Còn nếu không ấy thì mình chạy đến cái tiếp theo, tức là view page g, set lại cái current ấy, set lại cái là current item. Đây, set cho cái current item
thì nó bằng cái hiện tại cộng với 1 là view page get cái current item và cộng với 1. Đấy là với một cái next. Ok, tất nhiên là đâu đóng cho cái này đâu. Đấy, cái này phải break. Cái cây, nếu mà nó là previous này, công C, công V, nếu như nó là previous, bút tầm previous này, thì nếu mà nó là không rồi ấy, thì mình không thể bách được nữa rồi. Còn không thì cái này sẽ trừ đi 1. Vậy. Để mình gì nhỉ? Mình có thể next next các thứ đấy. Bây giờ mình sẽ có một cái phương thức là mình đây nó có một cái vấn đề nữa nhé. Khi mà mình next next các thứ này thì mình phải đặt lại cái màu cho cái tab layout title ấy. Đấy, giả sử cô sẽ viết thêm một cái phương thức là set này tab layout đi. Tab layout cho cái title color đi. Title color đi. Cô đặt lại mỗi lần thì công C nó đều được đặt lại cái màu. Bây giờ cô sẽ viết cái phương thức này. Đây, đặt lại màu cho cái phía tab ấy. Ok, bây giờ switch này, mình lấy một cái view page g này, mình trả về cái current item này, mình check current item này. Đấy. Đây nếu như nó là không này, nếu như nó là không ấy thì cái tab layout mình sẽ set cái tab text color. Đây, set tab text color. Đấy thì nó lại giống cái trên là cái màu ban đầu rồi. Đây, cô có cái lệnh đấy chưa nhỉ? Có cái lệnh đây rồi, cái này. Đây. Công C. Công V. Công V. Đấy thì cái này màu pink. Công C. Không V. Cái này là cái 1 này. Cái này cái 2 này. Cái này đổi thành green này. Cái này đổi thành blue này. Đấy. Đấy là đổi màu cho cái tab layout title color. Vậy thì mỗi lần mình chạy thì mình gọi cái này. Cái cuối cùng mình cần xử lý bài ở đây ấy, là mình sẽ bắt cái sự kiện cái nút back của điện thoại. Cái đấy là mình viết cho một cái gọi là on back express. On back này. Đây, viết cho cái on back express. Đây, nếu này, nếu mà view page mà ở cái đầu tiên, tức là if view page mà get cái current item ấy, mà ở cái đầu tiên, tức là lúc đấy back ấy, thì mình sẽ ăn theo cái back của hệ thống, tức là on back express. Còn nếu không thì cái view page nó sẽ trừ đi thôi các em. View page này chấm get cái get set chứ, set lại chứ, set cái current item này nó bằng cái view page g.get cái current mà trừ đi 1.
bách mà. Ok. Bây giờ cô sẽ viết cho cái ấy màu của cái gì nhỉ? Ấy màu của cái tab đầu tiên ấy, khi mà cô có cái tab đầu tiên mà ở đây này. Tab layout. Ở đây. Nó ăn theo này. Cô sẽ có gọi cái thằng là set tab. Đấy, layout title color. Cô chạy nhé. Chạy nó nhé. Đây. Em thấy nó có ba cái tab này. Cô có thể chọn cái tab này, đây cái màu này. Color của cái tab title ấy nó trùng với cái màu này. Để có thể chọn cái này. Cô có thể vuốt này, cái này là ăn theo cái UBG này. Đấy, cô có thể next này. Next nữa không được. Đấy, cô có thể bắt cái phím của app này. Đấy, pivot này. Pivot nữa không được, thì nó ở cái đầu tiên. Tất nhiên là bây giờ cô cái này bây giờ nó đã ở ở đầu rồi nhé. Cái bắt cái sự kiện back express, tức là nếu ở đầu rồi thì nó về cái của cái điện thoại này. Thì có nghĩa là đây là nó nhảy cái trước ấy, cô kéo đi kéo lại nhiều lần mỗi lần ấy, thì nó đẩy vào back stack. Đấy. Nào, bây giờ các em thấy là khi mà chúng ta kéo thì nó chưa có cái hiệu ứng gì cả. Đây, cô có một cái hiệu ứng để khi mà di chuyển nó cho nó đẹp ấy. Cô có cái file để một lớp để di chuyển cho đẹp. Đây, cái lớp này. Khi mà nó transform thì nó quay. Cô sẽ cho nó vào cái model này đi. Công V. Đấy. Thì ở đây ấy, thì thực chất ấy, là nó quay. Đấy. Nó khi mà mình nó như kiểu lật ấy, thì nó quay. Ý nghĩa cái này, là thế thôi. Thế thì ở đây mình trước khi mình set adapter cho nó này, set adapter cho cái view page g này, có cái chỗ set adapter này. Thì trước khi mình set cái adapter cho nó thì mình nó có cái phương thức là set page transform này. View page g set này, page transform này. Set page transformer. Thì mình new cái lớp mà mình gửi cop vào đấy. New cái lớp là cô gửi cái cop vào cái nọ là horizontal quay theo chiều ngang đấy. Horizontal transform này. À nó có cái thuộc tính là chu ở phía trước nữa đấy. Nó có cái thuộc tính bool đấy. Chu. Reverse draw. Bây giờ cô chạy lại cho các em nhìn nhé. Bây giờ cô lật này. Đấy. Nó quay. Đấy, cô lật này. Nó quay. Đấy. Bài này. Kết luận lại là bài này cô đã hướng dẫn bọn em làm để quản lý ba cái tab này. Thì nó dùng cái view page g. Thế để thấy được cái phần view page g ấy thì chúng ta sẽ có một cái tab ở phía trên. Đấy, cái tab đấy em đặt ở phía trên được, phía dưới này. Cái tab này cô đặt ở phía trên nhé. Cái tab layout đặt phía dưới này. Bài học hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.